Vâng, đây là màn trượt cỏ. Hai vận động viên của chúng ta là bạn Anh Trình và bạn Quý. Xin mời, lê. Còn đây là các vận động viên chuẩn bị sẽ xuống trượt. Nhanh lên, trượt đi, tôi đang quay rồi đấy. À, sao lại bỏ ở đây? Hai người không qua nổi cái dốc kia đâu. Thật hai người không qua nổi đâu. Hai người càng nặng càng bon anh ạ. Càng nặng càng bon hả? À không, nếu mà hai người thì nó càng nặng càng bon. Thế là lên đi, lên đi. Dương. Lên đi. Xuống đây các bạn. Hai vé không? Có chưa đâu. Đưa nó vé đưa 3 xe. Đưa rồi. Không, mới đưa 2 xe thôi. Trời ơi nào. Thật chưa? Xuống. Yo. Nào Quý, lên. Hoàng, xuống đây, cứ đặt tống thẳng vào tường, tống vào tường này. Quay được không? Nắng quá. Quay giúp tôi để tôi cho anh trượt. Cỏ ở đây cứng quá. Không ma sát. Không phải ồ cái cỏ này này cứng này. Nó ma sát. Không phải dốc này yếu, không phải bằng tăng cỏ, dốc này hơi yếu. Dốc này mạnh thêm tí nữa thì trượt sướng hơn. Hai mình nhìn. Không đau, không đau đâu. Không đau. Trượt luôn đi. Qua đây, vô. Cầm một cái đạn văng ra đấy. Cầm chắc vào. Giống Quý rồi. Cười nào. Tiếp đi. Tiếp đi. Mọi người có ai đi vào đâu. Tiếp đi. Vương Anh kìa. Không sợ đâu. Trang ơi, bác vừa đi xem màu gì để em cháy. Hả bác? Đâu, 3 cái cơ mà, có 2 cái em. Bác sao dánh cái chỗ kia. Xuống đi không? Xuống đây chỗ. Đó, để em cầm này à? Ờ.
Không. Sốt rồi ông đi đi. Em đi xuống. Không chung được, không chung được. Chung được mà. Kệ. Mấy cầm vé gì? Mấy cầm vé đưa đây. Đưa và đủ đủ không hết chưa hết rồi anh ạ. Cái này là vừa mưa mà. Đưa là 3 xe đi. 3 xe rồi. Hiểu không? Chúc. Đưa đây. 20 đúng không? Hai đứa đi để hai đứa đi. Tao không thích hai đứa đâu, tao thích một mình. Hai cái là 3 người tiếp. Hai cái là 3 người tiếp. Ba người tiếp nha, ba người tiếp nha. Ba người kéo lên, ba đi. Anh Vinh. Đi. Ba người tiếp. Thôi vào thử. Nó trông nhìn kiểu giường họ bắt khắc ấy nhỉ. Không phải nó có quá tự hiểu. Đẩy nó xuống. Đi 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 biết. Anh đạp xuống. Anh đạp đúng là sao cái hố kìa. Đi Quy. Hello, hello.